Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, trong làm ăn buôn bán, việc chọn ngày khai trương rất quan trọng, đặc biệt là vào dịp đầu xuân năm mới. Nếu chọn được những ngày tốt trong đầu năm thì việc làm ăn của quý bạn sẽ rất tốt, thuận lợi và gặp nhiều may mắn cho cả năm đó. Vì thời khắc khai trương đầu năm được vượng cát hay họa hung cho quý bạn phụ thuộc vào giờ tốt hay xấu đối với bản mệnh của quý bạn. Những yếu tố ảnh hưởng lớn cho thời khắc này là ngày và giờ khai trương. Thời khắc này được xác định tùy vào tuổi của mỗi người. Có người thời khắc này là xấu, nhưng với người kia thì lại là tốt. Nếu quý vị chọn đúng thời khắc cực xấu thì việc của quý bạn sẽ thất bại, thậm chí có những biến cố khác tác động đến để làm đổ vỡ công việc của quý bạn. Vậy nên, để mọi người được thuận lợi và may mắn, trong video ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị những ngày tốt đẹp nhất cũng như những khung giờ hoàng đạo để quý vị tiến hành công việc khai trương đầu năm cho được thuận lợi và may mắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, năm 2023 Quý Mão tiết khí chuyển chậm, vậy nên ngày mùng 1 Tết đến 13 tháng Giêng vẫn nằm trong tiết khí Đại Hàn, chưa thực sự chuyển sang tiết Lập Xuân. Khi chọn ngày tốt khai trương, ta căn cứ vào tài liệu ngày tốt toàn thư để tìm ra được những ngày cát lợi nhất. Các bạn hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119, tham khảo sách ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình những ngày giờ tốt lành nhất khi tiến hành các công việc khai trương, xuất hành, nhập trạch, cưới hỏi cùng những công việc trọng đại khác. Ngày đầu tiên ta xét là ngày mùng 1 Tết, canh thìn, tức là chi sinh can, thìn thổ sinh cho canh kim, là ngày cát, nghĩa là ngày nhật. Ngày có trực, bình và sao hư là sao hung trong bộ nhị thập bát tú. Trong ngày có các sao tốt như bất tướng, tuyệt đức, thiên mã, thiên ân, thiên đức, thất thánh, thần tại, vượng nhân. Vậy nên đây là ngày tốt để tiến hành công việc khai trương đầu năm. Ngày mùng 1 Tết khai trương sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Nếu ai có ý định khai trương vào ngày này thì sẽ chọn các khung giờ sau. 1. Từ 7 đến 9 giờ là giờ canh thìn. Trong giờ này có các cát tinh, thanh long, thiên quý, thái, ất tinh, tứ đại cát thời, quốc ấn, thời kiến, mộc tinh. Đây là những sao tốt rất thích hợp cho việc khai trương đầu năm. 2. Từ 9 đến 11 giờ là giờ tân tỵ. Trong giờ này có các sao minh đường, minh phụ, quý nhân tinh, trường sinh, thích hợp cho việc khai trương, cầu tài, xuất hành, đính hôn. 3. 11 đến 13 giờ là giờ nhâm ngọ. Trong giờ này có các sao thiên quan quý nhân, phúc tinh quý nhân, thái âm, thích hợp làm các việc khai trương, cầu tài, tế tự, xuất hành đầu năm. 4. Từ 15 đến 17 giờ là giờ giáp thân, có các sao kim quỹ, nguyệt tiên, phúc đức tinh, tam hợp, thái dương, ngũ phủ, nhật lộc. Đầu năm dùng giờ này để khai trương, cầu tài, giao dịch, xuất hành, đính hôn, được gọi là đại cát. 5. Từ 17 đến 19 giờ là giờ ất dậu, có các sao thiên đức, bảo quan tinh, đế vượng, ngũ hợp, lục hợp, kim tinh. Giờ này đầu năm cũng làm được các việc khai trương, cầu tài, giao dịch, xuất hành thì được đại cát. 6. 21 đến 23 giờ là giờ đinh hợi, có các sao ngọc đường, thiên khai, thiếu vi tinh, thiên xá, thổ tinh. Đây cũng là một trong những giờ tốt trong ngày. Đó là 6 giờ tốt trong ngày mùng 1 để tiến hành công việc khai trương, xuất hành, cầu phúc, cầu tài, lễ chùa đầu năm. Các bạn hãy chọn ra cho mình một khung giờ phù hợp nhất để năm mới được an khang thịnh vượng nhé. Ngày thứ hai ta xét là ngày mùng 2 Tết. Ngày mùng 2 Tết là ngày tân tỵ, trong tháng 1 thì ngày này phạm ngày sát chủ, nên kỵ công việc khai trương. Tiếp theo đến ngày mùng 3 Tết là ngày nhâm ngọ, tức là can khắc chi, nhâm thủy khắc ngọ hỏa, là ngày cát trung bình chế nhật, ngày có trực, chấp và sao thất là sao cát trong bộ nhị thập bát tú. Các thần trong ngày có chi đức, giải thần, kính an, kính tâm, minh phệ, minh tinh, thiên nhạc, thiên quý, thiên ân, thần tại, thủ nhật, tuế đức, đại minh, cũng rất thích hợp cho việc khai trương, xuất hành, cầu phúc, cầu tài đầu năm. Giờ tốt trong ngày có các khung giờ 1 đến 3 giờ Tân Sửu, 5 đến 7 giờ Quý Mão, 13 đến 15 giờ Đinh Mùi, 15 đến 17 giờ Mậu Thân. Đó là những khung giờ đại cát trong ngày. Ngày thứ tư ta xét là ngày mùng 4 Tết. Mùng 4 Tết là ngày Quý Mùi, trong tháng Giêng ngày này không tốt cho việc khai trương đầu năm. Ngày thứ năm ta xét là ngày mùng 5 Tết, là ngày giáp thân. Ngày này phạm nguyệt kỵ và cũng là ngày nguyệt phá, không phù hợp cho việc khai trương, xuất hành, nên ta bỏ qua không xét.
Ngày thứ sáu ta xét là ngày mùng 6 Tết, là ngày Ất Dậu. Trong ngày này có rất nhiều cát tinh như Hội Đồng, Lâm Nhật, Minh Phệ, Mãn Đức, Mẫu Thương, Nguyệt Đức Hợp, Tam Hợp, Thiên Hỷ, Thiên Y, Thiên Đức Hợp, Thất Thánh, Thần Tại, Trừ Thần, Tứ Tướng. Vậy nên rất phù hợp cho việc khai trương, xuất hành, cầu phúc, cầu tài đầu năm. Trong ngày có những giờ tốt sau đây: 23 giờ đến 1 giờ Bính Tý, 1 đến 3 giờ Tân Sửu, 5 đến 7 giờ Kỷ Mão, 13 đến 15 giờ Quý Mùi, 17 đến 19 giờ Ất Dậu. Ngày thứ bảy ta xét là ngày mùng 7 Tết, là ngày Bính Tuất. Ngày này có rất nhiều hung tinh như là Bạch Hổ, Nhập Trung, Cửu Khổ, Bát Cùng, Ngũ Quỷ, Quả Tú, Quỷ Cách, Tam Nương, Tội Hình, Tứ Bất Tường, Xích Tùng Tử, Địa Phá. Vậy nên các bạn không nên dùng. Ngày thứ 8 ta xét là ngày mùng 8 Tết, là ngày Đinh Hợi. Trong ngày có các cát tinh như là Dịch Mã, Minh Đường, Nguyệt Tài, Phúc Hậu, Sinh Khí, Thiên Hậu, Thần Tại, Thời Dương, Tuế Lộc, Tuế Đức Hợp, Vương Nhật, Vượng Nhật, Âm Đức, Ích Hậu, Đại Minh. Đây là những sao cát rất phù hợp cho việc khai trương, xuất hành, cầu phúc, cầu tài đầu năm. Trong ngày này có các giờ tốt sau: 1 đến 3 giờ Tân Sửu, 7 đến 9 giờ Giáp Thìn, 13 đến 15 giờ Đinh Mùi, 19 đến 21 giờ Canh Tuất và 21 đến 23 giờ Tân Hợi. Tiếp theo ta xét đến ngày thứ 9 là ngày Mậu Tý. Ngày mùng 9 Tết, trong ngày có các cát tinh sau: Cát Khánh, Lục Hợp, Ngũ Đế Sinh, Thất Thánh, Tục Thế, Vượng Nhật. Đây là những sao tốt rất phù hợp cho việc khai trương, xuất hành, cầu phúc, cầu tài đầu năm. Các giờ tốt trong ngày là 1 đến 3 giờ Quý Sửu, 5 đến 7 giờ Ất Mão, 15 đến 17 giờ là giờ Canh Thân. Tiếp theo ta xét đến ngày mùng 10 là ngày Kỷ Sửu. Ngày này chỉ hợp với việc tế lễ, còn lại không hợp với các việc khác. Ngày thứ 11 ta xét là ngày Canh Dần, ngày này cũng không phù hợp cho việc khai trương. Ngày thứ 12 ta xét là ngày 12 Tân Mão, ngày này cũng không hợp với việc khai trương đầu năm. Ngày 13 Nhâm Thìn phạm ngày Tam Nương, ngày 14 Quý Tỵ phạm ngày Nguyệt Kỵ ta cũng không dùng được. Như vậy còn ngày 15 là ngày Giáp Ngọ, trong ngày này có các cát tinh là Dân Nhật, Lâm Nhật, Minh Phệ Đối, Mãn Đức, Nguyệt Tài, Tam Hợp, Thiên Mã, Thiên Quý, Thất Thánh, Thần Tại, Thời Âm, Thời Đức, Vượng Nhật, rất phù hợp cho việc khai trương đầu năm. Các khung giờ tốt trong ngày là 1 đến 3 giờ Ất Sửu, 3 đến 5 giờ Bính Dần, 5 đến 7 giờ Đinh Mão, 13 đến 15 giờ Tân Mùi, 17 đến 19 giờ Quý Dậu, 19 đến 21 giờ Giáp Tuất. Đó là những khung giờ tốt trong ngày. Như vậy, dựa vào cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư mà trong dịp đầu xuân năm mới 2023, chúng ta sẽ chọn được những ngày tốt và giờ hoàng đạo để tiến hành khai trương, xuất hành, cầu phúc, cầu tài đầu năm, bao gồm những ngày sau. 1. Mùng 1 Tết ngày Canh Thìn, trong ngày này kỵ những người tuổi Tuất, hợp người tuổi Thân, Tý và tuổi Dậu. 2. Mùng 3 Tết ngày Nhâm Ngọ, trong ngày này kỵ những người tuổi Tý, hợp người tuổi Mùi, Dần, Tuất. 3. Mùng 6 Tết ngày Ất Dậu, ngày này kỵ người tuổi Mão, hợp người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu. 4. Mùng 8 Tết ngày Đinh Hợi, kỵ người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Dần, tuổi Mão và tuổi Mùi. 5. Mùng 9 Tết là ngày Mậu Tý, ngày này kỵ người tuổi Ngọ, hợp người tuổi Sửu, Thân, Thìn. 6. Ngày 15 là ngày Giáp Ngọ, trong ngày kỵ những người tuổi Tý, hợp người tuổi Mùi, Dần, Tuất. Đó là những ngày tốt để khai trương, xuất hành đầu năm. Quý vị hãy chọn ra cho mình một ngày tốt nhất, phù hợp nhất với công việc mà mình định tiến hành để cho cả năm được may mắn và bình an, phát tài, phát lộc. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.